Em Thành xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu quý anh chị một chiếc Kia Optima phiên bản Luxury. Chiếc này của em thì mang tên cá nhân biển tỉnh, được sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe này thì mới lăn bánh có 1,3 vạn km thôi, quá là mới luôn quý anh chị ạ. Đấy, và xe này thì bên em về thì không làm gì nhiều đâu, mỗi đánh bóng spa rồi rửa nước lã, dọn nội thất, dọn khoang máy là xong thôi. Đấy, bày bán luôn rồi. Đó, rất là mới luôn quý anh chị ạ. Và giá thành của nó thì rất là hợp lý rồi. Đây là một chiếc xe phân khúc hạng D, mà giá của nó thì chỉ ngang với phân khúc hạng B hoặc là hạng C thôi. Đấy, hạng C thì em nghĩ là bây giờ không mua được nổi đâu ạ. Phải mua được các cái chiếc xe cũ như Elantra hay là Cerato các thứ thôi. Mà chiếc này của em thì là Optima, là phân khúc hạng D rồi. Giá thành của nó thì khá là ok đấy ạ, khá là hợp lý. Nó trang bị cũng rất là nhiều những cái option cao cấp. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là một trong những cái dòng xe bán gọi là cũng kén người. Đấy, kén người lựa chọn. Tuy nhiên thì em thấy nó vẫn rất là đẹp. Và cũng không hiểu tại sao ở trong cái thị trường Việt Nam mình mà nó lại kén đến như vậy. Cho nên là giá thành của nó thì rất là hợp lý. Và nếu quý anh chị mua xe mới ấy, thì giá thành của nó cũng phải trên 1 tỷ rồi. Đấy, và đây là đến 2021 mà giá của nó thì chỉ có hơn 600 triệu một chút thôi. Giá rất là hợp lý rồi. Đây, mặt ca lăng mũi hổ này rất là đẹp luôn nhá. Nhìn nó rất là sang và thể thao. Đấy, nó kết nối với lại kết hợp với lại những cái nét ốp mạc chrome này, nó tạo nên một cái rất là cuốn hút đấy. Và đây, cụm đèn này, cụm đèn bi led rồi. Đấy, bi led rất là đẹp với kết hợp với lại giải định vị ban ngày, cảm biến thì quanh xe. Đấy, rất là đẹp như này mà lại kén khách đến như vậy. Nhìn giá của nó rất là ok. Đây là răng lốp này, lốp hợp kim luôn nhá. Đấy, rất là đẹp, nhìn nó rất là thể thao luôn đấy ạ. Lốp này, đấy, nhìn lốp này dày cộp luôn. Đây, lốp dày cộp luôn đấy. Và đương nhiên rồi thì lốp này thì sẽ theo xe cả dàn. Đây, tuần thứ 25 năm 2020 nhá. Đó, có một cái mang cá đây, nó giúp tạo những cái điểm nhấn thể thao hơn. Phần này là trụ xe người ta đã dán thêm thôi. Dán thêm thì tuy nhiên em sẽ bóc hết cái này ra. Ôi, em sẽ bóc hết này ra. Đây, dán vào này. Đấy, tất cả đều là dán hết vào. Ông dàn nó sẽ tạo ra cái viền ốp. Đây, Kia Optima phiên bản Luxury 2021. Cốp của Optima này thì rất là rộng. Này, cốp rất rộng luôn. Và thì đương nhiên rồi, thì với 1,3 vạn km đã chạy trên chiếc xe này thì lốp sơ cua vẫn chưa hạ đâu, vẫn chưa hạ. Rất là mới luôn. Anh chị mua xe này là quá hợp lý rồi. Rất là rộng rãi luôn đấy ạ. Xe rất là rộng rãi. Rất là rộng rãi. Tuy nhiên thì vẫn là sử dụng cốp cơ thôi, nó không được sử dụng cốp điện. Đó, đây, hàng ghế trong này. Đó, ngồi ở trên xe này ấy, nó là phân khúc hạng D cho nên là cực kỳ là rộng rãi. Đây, em cao 1m7 ngồi vẫn còn thừa hơn một găng tay của em luôn này. Đấy. Có cả cửa gió điều hòa phía sau này. Cổng 12V này, cổng sạc này. Đây, cổng sạc. Cổng 12V này, cổng sạc USB này. Đấy. Khá là nhiều option, tối khí thì quanh xe rồi. Đó. Trần này. Ở phiên bản này thì lại không trang bị cửa sổ trời như những cái dòng thấp hơn như xe ô tô. Đấy, xe ô tô thì bản 1.6 Luxury là có cửa sổ trời rồi. Bản Deluxe thì không có. Đầy đủ option. Đây, có một cái rèm che nắng phía sau này. Đó, rèm che nắng phía sau. Đây, cái này em không nhầm thì là lắp thêm thôi. Lắp thêm cái rèm che nắng phía sau này. Nó không phải là rèm zin đâu nhá. Đây, không phải rèm zin, không phải rèm theo xe, nó là một cái lắp thêm thôi. Đó, rất là mới. Đây rồi, em sẽ quay lên trên để nổ máy cho quý chị xem nhá. Đó, máy nghe rất là êm luôn. Đây, em có thể cho quý chị xem phần odo này.
13.478 km là odo trên chiếc xe này. Đó, rất là mới. Cũng tất em thấy là những cái phím bấm như này này, nó rất giống như theo những chiếc xe ô tô hay là chiếc Kia Carnival. Đấy, nhìn khá là giống nhau. Đấy, bố trí rất là tương đồng với nhau. Đó. Đấy, cảm giác lái cũng khá là tốt đấy ạ. Có nhớ vị trí, hai nhớ vị trí này. Đèn gương này, gập điện chỉnh điện này, auto một chạm rồi. Đây, có cái này này. Rất là nhiều người không biết cái này là cái gì. Thì em xin nhắc lại, đây là cái chế độ sáng đấy. Theo cấp độ 3 là sáng nhất này. Đấy. Xăng này, cốp này. Đây, đều đèn auto hết rồi, đèn auto hết rồi. Đấy. Gạt mưa auto nhá, lấy chuẩn số sau vô lăng này, có ga tự động này. Đây, các option điều hòa auto hai vòng độc lập này. Có cả sạc không dây rồi nhá, sạc không dây rồi. Đó, đây sạc không dây đây. Có một cái hộp ở đây. Đó. Ốp gỗ này, cực kỳ mới luôn đấy ạ. Đó. Màn hình này. Tuy nhiên thì cái màn hình này thì không có cảm. Đây, có cảm ứng hết rồi. Màn hình có cảm ứng hết rồi. Tuy nhiên thì nó không được nhạy cho lắm. Đó. Màn hình này ở đây thì chúng ta cũng sẽ có là kết nối điện thoại rồi. Đấy, kết nối điện thoại rồi. Apple CarPlay này. Và Android Auto, Apple CarPlay này. Đấy. Khá là nhiều option. Cái hộp nhỏ nhỏ ở đây. Ghế này. Ghế này thì nếu mà để mà sử dụng cái chiếc những cái ghế của dòng Kia này ấy, thì cũng chỉ phải chạy cực kỳ là nhiều. Đấy, ngồi cực nhiều thì nó mới xuống được, bởi vì là cái nội thất của nó khá rất là bền. Đấy, phải ngồi ví dụ như cái gì ngồi khoảng 20 vạn trở lên này. Đấy thì bắt đầu ghế nó mới xuống được. Đấy, còn nếu mà gọi ngồi vài vạn với lại hơn chục vạn này thì nó như mới luôn đấy. Đấy, chiếc xe này thì không có cái gì để mà nói, để mà chê được, nó cũ được chỗ cái điểm nào luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Quá mới luôn. Rồi, em xin nhắc lại một chút về chiếc xe này của em nhé. Ở đây em có chiếc Kia Optima phiên bản 2.0 Luxury, được sản xuất và đăng ký năm 2021, tên cá nhân biển tỉnh, lăn bánh có 1,3 vạn km thôi. Và giá thành thì em đang chào bán là 610 triệu. Giá vẫn còn thương lượng. Quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ ngay cho em theo số online em ghi ở màn hình nhá. Đấy, họ đến trực tiếp cửa hàng em tại số 68 đường Hoàng Quán Chi, Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, ngay đối diện với lại bệnh viện Đại học Truyền máu Trung ương, hoặc là cạnh tòa nhà Báo Lao Động đấy ạ, là cái đường phố mới của bên em. Đó, xe thì bên em sẽ cam kết cho quý anh chị là xe không đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không phạt nguội, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Đấy, sang tên nhanh gọn. Xe này thì em đã rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm tay rồi nha quý chị nhá. Đó. Rồi, và em xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo ạ.